Hôm nay là ngày ăn xoài của mình nè. Do mình thèm quá cho nên mình đã ăn trước miếng này rồi. Bây giờ mình ăn nha. Nhà em trai nè. Cái cả các bạn đi chào. Ăn cho mình lại. Trời ơi. Chua. Ngọt thì các cặp. Tùy đời sống. Nhưng có điều nó hơi bị ngọt nha. Bữa tiên này có vị cay, vị mặn quá. Thật khó thích luôn. Miếng mini nè các bạn. Nói tiếp ăn đi. Ừm chưa, mình ăn tiếp nha. Chán lắm quá đó.
mà miếng mà mình chấm ít tiêu á nó là chua, nếu mình chấm nhiều tiêu nó là cay. Dĩa trái cây mà ăn xong miếng này thôi là mình chuyển vào ổn các bạn. Em đã ăn ổi được trắng. Ngọt luôn nè, không có chua. Một tí là mấy ngọt. Thơm ngọt mới ăn các bạn. Để chị chung vậy thôi. Các bạn ơi, mà ăn hết thở rồi. Chị ơi, tạm dừng với em nha. Hai người các bạn. Chuẩn bị các bạn nha. Chị ơi, cái này hết rồi. Hôm nay nha.